Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh NS Game. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang tất cả các cây đậu pi ra để chiến đấu với cái con các đơ zombie, con zombie chạy bộ ấy. Thì xem một lần nào có thể tiêu diệt được con các đơ zombie với ít lần blast phút nhất. Đầu tiên sẽ là phần thi đấu của con Pisotter. Liệu Pisotter nó sẽ cần bao nhiêu lần blast phút để tiêu diệt được cái con các đơ zombie này? Nào, con các đơ zombie này thì nó ở level 3, còn các cây đậu thì đều ở max level thôi. Nào, liệu con Pisotter nó sẽ mất bao nhiêu lần blast phút để tiêu diệt được cái con các đơ zombie này đây? Nào, ui, như vậy là con Pisotter mất 9 lần blast phút mới có thể tiêu diệt được cái con các đơ zombie. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thi đấu của con Repeater. Liệu con Repeater nó sẽ cần bao nhiêu lần blast phút để tiêu diệt được cái con các đơ zombie này? Nào, lần blast phút đầu tiên này. Nào, lần blast phút thứ hai. Lần blast phút thứ hai vẫn chưa làm gì được con các đơ zombie. Lần blast phút thứ ba. Nào, lần blast phút thứ tư này. Nó mới rụng tay thôi. Nào, lần blast phút thứ năm này. Liệu lần blast phút thứ 5 có chết không? Như vậy là Repeater mất 5 lần blast phút mới có thể tiêu diệt được con các đơ zombie. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thi đấu của con đậu băng. Liệu đậu băng sẽ cần bao nhiêu lần blast phút mới có thể tiêu diệt được con các đơ zombie này? Con đậu băng này thì nó sẽ có thể làm chậm được con các đơ zombie, chứ nó không thể làm đóng băng và bất động được cái con các đơ zombie này đâu các bạn nhá. Nào, liệu con đậu băng sẽ mất bao nhiêu lần blast phút đây? Nào, con các đơ zombie đã rụng tay rồi. Nào, lần blast phút thứ 6 này. Nào, lấy blast phút đã nhá. Lần blast phút thứ 7. Nào, lần blast phút thứ 8 này. Lần blast phút thứ 8 vẫn chưa tiêu diệt được con các đơ zombie. Lần blast phút thứ 9. Như vậy là con đậu băng mất 9 lần blast phút mới có thể tiêu diệt được con các đơ zombie. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thi đấu của con đậu lửa. Liệu đậu lửa sẽ cần bao nhiêu lần blast phút mới có thể tiêu diệt được con các đơ zombie này đây? Lần blast phút đầu tiên này. Tiếp tục lần blast phút thứ 2. Lần blast phút thứ 3 này. Nào, lần blast phút thứ 3 vẫn chưa khiến nó rụng tay. Lần blast phút thứ 4 đã khiến nó rụng tay rồi. Nào, lần thứ 5 này. Nào, lần blast phút thứ 6. Nào, lấy blast phút nữa. Nào, lần blast phút thứ 7 này. Như vậy là con đậu lửa mất 7 lần blast phút mới có thể tiêu diệt được con các đơ zombie. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến cây đậu tiếp theo, đó là con đậu ba đầu. Liệu con đậu ba đầu nó sẽ cần bao nhiêu lần blast phút mới có thể tiêu diệt được con các đơ zombie này đây? Nào, mình sẽ đặt con đậu ba đầu vào giữa người con các đơ zombie luôn. Ui, như vậy là con đậu ba đầu chỉ mất có một lần blast phút thôi là đã tiêu diệt được con các đơ zombie rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thi đấu của con đậu năm đầu. Nào, liệu con đậu năm đầu sẽ cần bao nhiêu lần blast phút mới có thể tiêu diệt được con các đơ zombie? Nào, lần blast phút đầu tiên này. Nào, bắn ra 5 viên đạn rất to. Vẫn chưa tiêu diệt được con các đơ zombie. Nào, lần blast phút thứ hai. Vẫn không làm cho nó rụng tay. Bây giờ lần blast phút thứ 3 này. Nào, lần blast phút thứ 3 đã khiến nó rụng tay rồi. Bây giờ là lần blast phút thứ 4. Nào, lần blast phút thứ 4 vẫn chưa tiêu diệt được con các đơ zombie. Bây giờ là lần blast phút thứ 5. Ôi, con các đơ zombie chạy kìa. Nào, như vậy là con đậu năm đầu mất 5 lần blast phút mới có thể tiêu diệt được con các đơ zombie. Và còn rất nhiều các cây đậu nữa và mình sẽ làm ở video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Còn các bạn rất nhiều.